Vườn lai hoa cạo năm thứ tư, bây giờ là chuyển sang cái phương pháp là áp khí khoan lấy mủ. Thì chi tiết cái cây của vườn này là như thế này. Thì đã cạo được 4 năm nhá. Thì bên này là cạo 3 năm. Hết 3 năm là gần đến dưới gốc rồi, xong rồi đã chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này là cạo được khoảng cỡ 1 năm. Năm ngoái cạo nửa năm chứ không phải 1 năm. Là đến đây. Đến đây rồi xong người ta bắt đầu năm nay là chuyển sang cái phương pháp là mình khoan lấy mủ cao su bằng khí. Thì cái vườn này cơ bản là đất là cũng khá là dốc, cho nên là mình áp dụng cái phương pháp này là rất chi là hợp lý. Đây, thì vườn này thì trang bị cái hệ thống che mưa ở cái tầng trên này là sử dụng nón che mưa. Còn ở cái tầng dưới ấy, là mình dưới là lấy hẳn dưới gốc, tận dụng dưới gốc luôn nha các bác nha. Buộc kiềng tít dưới gốc như thế này. Xong dưới này là sử dụng cái hệ thống che mưa bằng nắp. Đó. Không sử dụng quạt. Thì mình khai thác cái cơ bản là cứ 1 tháng ở dưới như thế này, rồi xong 1 tháng ở bên trên. Mà khởi điểm đầu tiên là mình phải sử dụng 1 tháng ở trên này trước, rồi xong là mình mới tháng sau mình mới chuyển xuống dưới này. Và vườn này sử dụng cái bộ túi nhôm 50. Cái vùng này thì ít gió là mình sử dụng cái bộ túi nhôm 50 như thế này. Đấy, túi nhôm 50 đi với cái nắp chóp nhựa lỗ vừa. Sử dụng cái bộ này là cực kỳ hợp lý. Còn cái vùng nào các bác có gió nhiều ấy là nên sử dụng cái bộ túi nhún. Túi nhún là hiệu quả hơn. Vâng, thì các bác là có những cái vườn nào mà giống như cái vườn như thế này ấy, muốn áp dụng cái phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí ấy, thì làm theo cái sơ đồ của cái vườn như thế này. Đó, sử dụng hai vòng, vòng dưới và vòng trên. Vòng dưới là dùng nắp, vòng trên là dùng quạt che mưa. Đó, dùng bộ thiết bị là túi nhôm 50. Thì để biết thêm chi tiết về thiết bị ấy, hay là kỹ thuật khai thác mủ ấy, thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0368 986 353. Em sẽ tư vấn kỹ về cái phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí này cho các bác. Vâng, hẹn gặp lại các bác trong những video kỳ tới.